Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện nghiệp vụ tính giá thành theo công trình vụ việc, áp dụng đối với các doanh nghiệp xây dựng có các công trình như nhà ở, đường xá, cầu đường, v.v. Với nhiều hạng mục công trình con, đối tượng tập hợp chi phí sẽ gắn với các hạng mục con, cuối cùng sẽ được tổng hợp lại thành giá thành chung của cả công trình. Tôi ví dụ, ngày 31 tháng 1 năm 2015, doanh nghiệp mua hàng của công ty Phú Vinh sử dụng để xây dựng công trình đường cống thoát nước, hạng mục đường cống xây thô, chi tiết như sau. Ngày 5 tháng 2 năm 2015, doanh nghiệp xuất vật tư hàng hóa sử dụng để xây dựng công trình. Với nghiệp vụ trên, quý vị thực hiện trên phần mềm qua các bước: khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng công trình, khai báo các công trình, hạng mục phục vụ cho việc tính giá thành theo phương pháp công trình vụ việc, lập lệnh sản xuất thành phẩm, hạch toán các chi phí phát sinh tính giá thành, bao gồm xuất kho nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất thành phẩm, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, xác định kỳ tính giá thành, phân bổ chi phí chung, kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác định tổng chi phí cho công trình được xây dựng, nghiệm thu công trình.